Thưa quý vị, khi tình hình biên giới Nga, Ukraine, Belarus đang căng thẳng như dây đàn, quân đội Moscow pháo kích liên hoàn vào các tỉnh miền Bắc. Trong khi đó, tại chảo lửa miền Đông, Ukraine tăng cường thêm quân đội tinh nhuệ bất chấp những đồn đoán sẽ rút lui khỏi thành trì Basmut. Ngược lại, Nga cũng được quân áp sát, bao vây, quyết chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, tình hình tại chiến tuyến miền Nam lại có diễn biến bất ngờ khác. Quan chức Ukraine nói Nga đang chuẩn bị đầu hàng ở Zaporizhia. Chiến trường tiếp tục căng thẳng ở mọi khu vực, Nga triển khai thêm tên lửa hành trình trực chiến ở Biển Đen. Cựu Tổng thống Nga tuyên bố đanh thép về việc Đức có kế hoạch thành lập nhà máy xe tăng ở Ukraine. Tình báo Ukraine nêu thời điểm diễn ra tập trận quyết định thắng thua cuối cùng. Và tất cả các nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Toàn cảnh chiến sự Đông Âu ngày 6 tháng 3. Mở đầu như thường lệ vẫn là tình hình giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, khu vực biên giới giữa Nga, Ukraine và Belarus tiếp tục có những căng thẳng. Khi mới đây, Bộ Chỉ huy tác chiến phía Bắc Ukraine thông báo quân đội Moscow đã tấn công dữ dội vào các khu định cư ở vùng biên giới Chernihiv và tỉnh Sumy Đối với vùng Channel trên Telegram, Bộ Chỉ huy đã viết rằng trong khoảng 40 phút buổi trưa ngày 4 tháng 3, Nga đã tấn công 8 lần bằng súng cối 120mm vào khu vực định cư Novovasilivska và 4 lần vào khu Danhulivka. Tình hình tại Studenok còn tồi tệ hơn khi Moscow nã pháo đến 15 lần. Bộ chỉ huy cho hay, Chính quyền địa phương không ghi nhận bất kỳ trường hợp thương vong nào, Bộ Chỉ huy cũng không ghi nhận bất kỳ tổn thất quân số hay thiết bị vũ khí. Trong khi đó, hãng thông tấn Uniform đưa tin Nga đã pháo kích thêm 30 lần vào tỉnh Sumy. Còn tại chiến tuyến miền Đông, tờ Guardian cho hay, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra ở thành phố Basmut nhằm đưa những đứa trẻ cuối cùng rời khỏi khu vực giao tranh được ví như địa ngục trần gian. Tờ Guardian ghi nhận cả hai đơn vị cảnh sát có biệt danh Thiên Thần Trắng và Thiên Thần Đen của Ukraine đều đang tất bật làm việc ở xung quanh Basmut. Thiên Thần Trắng có nhiệm vụ đưa người già và trẻ em rời khỏi khu vực bị đạn pháo cầy nát. Trong khi đó, những người đồng nghiệp Thiên Thần Đen của họ giúp đưa thi thể đến nơi tập trung. Trung tâm bất khả chiến bại gần Basmut là nơi mà hàng nghìn người dân đang tá túc tìm kiếm nước uống, thức ăn nóng giữa thời tiết ẩm độ. Các tình nguyện viên vẫn bám trụ ở đây và giúp đỡ người dân dù giao tranh tăng nhiệt thấy rõ trong hai tuần qua. Tại một thị trấn ở phía Tây Basmut, phóng viên tờ Guardian của anh cho biết, nữ cảnh sát trưởng tên Alessandra Havico, 30 tuổi, đang cố gắng thuyết phục những cư dân cuối cùng ở xung quanh Basmut hãy di tản, cần đi ngay bây giờ trước khi quá muộn. Đã có nhiều tin đồn về cảnh sát sẽ cưỡng ép đưa trẻ em rời đi tách các trẻ em khỏi những gia đình nhất quyết ở lại vùng xung đột. Một số phụ huynh ở địa phương đã tỏ ra nghi kỵ. Nữ cảnh sát Harisko cho biết điều đó không đúng, thật buồn khi tin đồn sai lệch bị lan truyền. Cô cho biết điều cảnh sát thực hiện chỉ là thuyết phục dân làng rời đi. Một số gia đình quá nghèo để rời đi, hoặc cả đời họ chưa từng rời khỏi miền đông Ukraine và e ngại về viễn cảnh phía trước. Tuy vậy, cảnh sát Ukraine cho biết họ đang ra sức thuyết phục khi các trận đánh ở Basmut bùng lên dữ dội hơn. Binh sĩ Nga và chiến binh Wagner đang vây hãm thành phố trong nhiều ngày qua, nôn nóng kiểm soát basmut sau 7 tháng giao tranh. Phía Ukraine cho biết vẫn đang chống trả quyết liệt, nhưng ra dấu hiệu sẽ không bất chấp mọi giá để tử thủ ở basmut Nữ cảnh sát Harvinsko chia sẻ thêm về lý do nhiều người vẫn nhất quyết ở lại xung quanh basmut Cô nói, người ta đã mệt mỏi đến mức không còn quá sợ hãi nữa. Họ đi dưới cơn mưa đạn pháo, tới trung tâm bất khả chiến bại để lấy nước uống. Mọi người quen với thảm cảnh, và tôi phần nào hiểu được chuyện đó. tôi cũng mất nhà mình ở Manripol. bố mẹ tôi mất nhà cửa ở gần một phòng tuyến thuộc Donetsk. người ta từ chối rời đi. họ nói đây là nhà tôi và tôi thả chết ở đây. các đơn vị cảnh sát thiên thần trắng đang ra sức thuyết phục người dân, nhưng rất có thể phép màu của các thiên thần không xảy ra khi thời gian cạn dần và lửa đã bao trùm khắp nơi cùng lúc đó thì tình báo Anh cũng cho biết các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra trong và quanh Basmuth, do đó các lực lượng Ukraine đang làm nhiệm vụ bảo vệ thành trì này hiện đang đối mặt với những áp lực ngày càng gia tăng từ phía đối phương. Bộ quốc phòng Anh cập nhật tình hình ở Basmuth rằng Ukraine đang củng cố lực lượng bằng các đơn vị tinh nhuệ, trong khi quân đội chính quy của Nga cùng các nhóm Wagner đã tiến sâu hơn vào vùng ngoại ô phía bắc Basmuth. Cũng theo nguồn tin, các tuyến đường tiếp tế của Ukraine trong khu vực đang bị thu hẹp hơn khi trong 36 giờ qua, hai cây cầu quan trọng ở Basmut đã bị phá hủy. Trong đó có một cây cầu nối thành phố với tuyến tiếp tế chính cuối cùng của Ukraine từ Basmut đến thị trấn Chasiv Yar, cách đó khoảng 13 km về phía tây. Các cuộc giao tranh đã diễn ra ở Basmut trong 7 tháng. Nga cho biết việc có được Bakhmut sẽ là bàn đạp giúp cho họ giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, một trong những vùng đặc biệt quan trọng nhất của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vẫn là tại Bakhmut, những tiếng nổ vang vọng dồn dập khi binh sĩ Ukraine đào thêm hào ở xung quanh thành phố, cố gắng ngăn cản bước tiến của đối phương. Thông tin được Reuters đăng tải. Tình báo Anh ngày 4 tháng 3 cho biết, đội quân phòng thủ của Ukraine ở thành phố miền đông Basmut đang đối mặt với áp lực gia tăng từ Nga. Các trận đánh nhiệt ngã diễn ra trong và xung quanh thành phố. Tình báo Anh cho rằng, Ukraine đang củng cố phòng thủ với các đơn vị tình nguyện, trong khi binh sĩ Nga cùng chiến binh Wagner tiến về các khu vực ngoại ô phía bắc thành phố. Hai cây cầu quan trọng kết nối Basmut đã bị phá hủy trong vòng 36 giờ. Tình báo Anh cho biết, nhận định rằng nguồn cung cấp hậu cần cho binh lính Ukraine đang trở nên cạn kiệt. Một trong những cây cầu kết nối Basmut với tuyến đường hậu cần chính yếu của Ukraine ở thị trấn Sashivza, cách nơi giao tranh trực diện khoảng 13 km về hướng Tây. Theo cập nhật mới nhất của Reuters, tướng lĩnh Ukraine cho biết Nga đang cố gắng bao vây Basmut nhưng lực lượng của Kiev vẫn chống trả hiệu quả. Ukraine thông báo nhanh rằng đã chặn đứng đòn đánh của Nga ở các ngôi làng Ivanivske và Bondaniska, điều cách trung tâm Basmuth chưa tới 8 km về phía tây. Nếu như kiểm soát được hai ngôi làng này, cách không xa tuyến đường chiến lược Basmuth-Chasiv thì Nga có thể khép lại vòng vây Basmuth, tiến sát hơn đến thành công lớn đầu tiên sau hơn nửa năm. Một diễn biến đáng chú ý ở miền Nam Ukraine. Ngày 4 tháng 3, quan chức thân Nga ông Gennady Balitsky đã ban hành lệnh chỉ định thành phố Melitopol là trung tâm chính và hậu cần của các khu vực bị chiếm đóng ở tỉnh Zaporizhia. Theo Ukraineform, ông Balitsky là tỉnh trưởng do Nga chỉ định sau khi nước này tuyên bố sáp nhập Zaporizhia vào Liên bang Nga hồi năm ngoái. Thế nhưng, trước mệnh lệnh của ông Balitsky, thị trưởng thành phố Melitopol ông Ivan Fedorov lại khẳng định đây chính là khởi đầu cho sự đầu hàng của người Nga ở khu vực. Ukonform dẫn lời ông Fedorov nói rằng, không may thay, người Nga đã chọn thành phố Melitopol vừa là trung tâm hành chính vừa là trung tâm hậu cần. Những người dân Ukraine đang sống ở đây sẽ vô cùng đau khổ. Tuy vậy, đây là dấu hiệu đầu hàng của Nga. Ông chia sẻ, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì quân đội Nga thường xuyên tuyên bố là họ sẽ chiếm được các khu định cư chỉ trong 2 đến 3 ngày để tiến đến tiền tuyến Zaporizhia, họ còn khẳng định đã tiến vào Kamianske và Mala -Tosmaka. Nhưng đến hôm nay lại công nhận Melitopol là thủ phủ của các vùng bị chiếm đóng. Động thái này chứng tỏ họ không thể tiến thêm được một bước nào nữa ở Zaporizhia, cho nên mới tuyên bố như vậy để cố gắng giữ lại những vùng còn kiểm soát được. Đó là bước khởi đầu của sự đầu hàng. Theo vị thị trưởng người Ukraine, hiện người dân thành phố Melitopol không thể di tản đến bất cứ đâu và cũng không thể xin được giấy thông hành tại các văn phòng chỉ huy do Moscow kiểm soát. Theo Newsweek, Bộ Quốc phòng Nga vừa tiết lộ một loạt công nghệ mới dùng cho các máy bay không người lái UAV, khiến đối phương gần như không thể bắn hạ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 3 công bố video nói rằng các lính dù tinh nhuệ đang sử dụng UAV cảm tử có tên là Boomerang điều khiển bằng thiết bị thực tế ảo VR gắn trên mũ của binh sĩ. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, UAV của đơn vị lính dù Nga có kích thước nhỏ và mỗi binh sĩ sẽ có sự quan sát cá nhân và điều khiển thiết bị để đột kích vào vị trí của quân Ukraine. Moscow không tiết lộ thông tin về nhà máy sản xuất hay nguồn cung cấp loại thiết bị này. Theo Newsweek, cơ chế hoạt động của nó là binh sĩ thông qua chiếc mũ VR để tìm kiếm và khóa mục tiêu. Sau đó họ điều khiển UAV có dẫn đường để tấn công mục tiêu. Nga cho biết thiết bị UAV có 4 cánh quạt, 4 động cơ nhỏ và một cục pin lớn. Vũ khí có khả năng cơ động cao, tốc độ tối đa lên đến 177 km h Nó có thể tấn công mục tiêu đang di chuyển hoặc binh sĩ ở các nơi trú ẩn đặc biệt. Vì là UAV cảm tử nên thiết bị luôn có chất nổ và ngòi nổ, nó tự hủy sau khi tấn công mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga hé lộ, loại UAV Boomerang không có mô đun truyền thông vệ tinh nên các súng bắn UAV trở nên bất lực với nó. UAV Boomerang cũng có thể hạ độ cao đến mức bay ngay phía trên ngọn cây. Phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin nói trên, theo Newsweek, chưa có báo cáo về loại UAV mới được sử dụng rộng rãi trong chiến đấu ở Ukraine. Theo tạp chí Forbes của Mỹ, chiến trường tới chiến địa Vuleda ở miền đông Ukraine, đoàn xe tăng Nga luôn phải đi qua một cạm bẫy tử thần. Rất nhiều xe tăng đã bị phá hủy tại đây. Quân đội Ukraine đã gài mìn dày đặc ở một giao lộ thuộc ngoại ô thị trấn Miskiske thuộc Donbass. Tờ Forbes cho biết lực lượng Ukraine mai phục xung quanh bãi mìn, kiên nhẫn chờ đợi đoàn xe tăng đối phương tới nơi. Lúc đó, Ukraine sẽ phóng tên lửa diệt tăng có dẫn đường. Mặc dù có hàng chục xác xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Nga nằm lại khu vực, nhưng phía Moscow rõ ràng vẫn cố gắng vượt lên. Hình ảnh quay từ trên cao của quân đội Ukraine đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy nhiều xe tăng Nga bị phá hủy. Video gần đây cho biết một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 đã bị tấn công. Sau khi rơi vào bãi mìn và loài hoay không thể thoát ra, phương tiện lại bị giáng đòn bởi tên lửa diệt tăng. Trong một video khác, xe tăng T-72B3 và xe chiến đấu BMP-2 cũng bị hủy hoại theo cách tương tự. Truyền thông phương Tây cho biết, trong cuộc chiến mùa xuân, Nga đang nhắm mục tiêu vào thành phố khai thác muối Vuleda của Ukraine. Các trận đánh bùng lên ở gần thành phố, tuy nhiên phía Nga không tiến lên mạnh ở hướng này so với Basmuth. Ukraine đã gài mìn rất khéo léo, khiến xe tăng Nga khó lòng né tránh. Ngoài ra, phía Kiev còn tấn công bằng tên lửa xe tăng hay thậm chí là phá HIMARS. Hệ thống này chủ yếu được dùng để tiêu diệt các mục tiêu cố định như căn cứ của địch, nhưng cũng có thể linh hoạt sử dụng để xóa sổ xe tăng Nga bị vướng vào bãi mìn. Ngoài các loại mìn thời Liên Xô, Ukraine cũng sử dụng miền diệt tăng do Mỹ cung cấp. Quân đội Ukraine tuyên bố Nga đã mất ít nhất 130 xe tăng và xe bọc thép trong 3 tuần, cố gắng tấn công vào Vuleda. Con số này chưa thể kiểm chứng, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận. Mới đây, thì Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine báo cáo rằng Liên bang Nga đã tăng thêm tên lửa hành trình Kalibri đến các tàu chiến ở khu vực Biển Đen, nâng tổng số tên lửa ở đây lên 24 chiếc. Bộ Chỉ huy cho biết, Hải quân Nga vẫn đang thực hiện các cuộc tập trận ở Biển Đen, bao gồm tăng cường tên lửa trên các tàu chiến. Tính đến đầu giờ chiều ngày 4 tháng 3, tổng cộng Nga đã triển khai 4 tàu vận chuyển, 2 tàu chiến và 2 tàu ngầm đến Biển Đen, và tất cả trong số đó đều đang ở vị trí sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu với hàng loạt tên lửa Kalibr. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam, số lượng các máy bay do thám không người lái của Nga hoạt động ngày càng nhiều. Lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn đang làm việc hiệu quả để tấn công triệt hạ các thiết bị trinh sát này. Bộ cũng cho biết, chỉ một ngày trước đó, Ukraine đã bắn hạ 3 UAV của Nga. Ở một diễn biến khác, gần đây cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép trước việc Đức muốn xây dựng nhà máy sản xuất xe tăng ở Ukraine. Trước đó, Tập đoàn sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy xe tăng ở Ukraine. Giám đốc điều hành Armin Papager nói với tờ Rheinische Post là công ty đang đàm phán với chính quyền Kiev về việc thành lập nhà máy sản xuất xe tăng trị giá 212 triệu đô la Mỹ. Công suất của nhà máy có thể tạo ra khoảng 400 chiếc xe tăng Panther mỗi năm. Đây là dòng xe tăng được thiết kế dựa trên phiên bản Leopard 2 của Đức và được trang bị thêm pháo 130mm cùng với hệ thống nạp đạn tự động. Ông Paperger đã bày tỏ sự lạc quan đối với các cuộc đàm phán với chính phủ Ukraine. Sau khi tin tức này được công bố, ông Medvedev đã viết trên Telegram sự kiện này sẽ được đánh dấu bằng pháo hoa Calibri và các thiết bị khác. Ông Medvedev khẳng định nhà máy này sẽ là mục tiêu tấn công của Nga đối với tên lửa Kalibr. Cho đến nay, Đức là một trong những Đức đồng minh hỗ trợ cho Ukraine nhiều nhất về vũ khí hạng nặng. Moscow đã nhiều lần yêu cầu phương Tây không được bơm vũ khí cho quân đội Kiev và cảnh báo rằng sự hỗ trợ đó chỉ kéo dài nỗi đau khổ cho người dân Ukraine, đồng thời cuộc chiến sẽ trở thành nơi đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Kiev, Ngày 4 tháng 3, đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vadim Pristaiko, trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh châu Âu tự do cho biết, London sẽ cung cấp 28 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenge 2 thay vì 14 chiếc như cam kết ban đầu. Vị này giải thích, chúng tôi từng được hứa 14 chiếc, nhưng sau khi Tổng thống Zelensky tới London và có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, con số đó đã tăng gấp đôi. Vương quốc Anh là một trong những quốc gia đầu tiên đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu tân tiến cho Ukraine. Theo ông Pristaiko, London cũng đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy các nước phương Tây viện trợ Ukraine loại khí tài này. Nhà ngoại giao nói, Anh đã đưa ra hai lựa chọn cho đồng minh, một là họ đơn phương độc mã chuyển giao xe tăng cho Ukraine hoặc tất cả cùng tham gia như một tập thể NATO đoàn kết. Hiện London chưa phản hồi về phát biểu của đại sứ Ukraine. Challenge 2 là xe tăng chủ lực của Anh, được biên chế vào năm 1994. Loại khí tài này từng được triển khai tới Bosnia, Iraq và một số cuộc xung đột khác. Chúng có trọng lượng 62 tấn mỗi chiếc tùy phiên bản và có giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Latvia Christianis Karins nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Spiegel rằng ông đã tin việc phương Tây đưa máy bay chiến đấu đến Ukraine chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Kiev muốn các chiến đấu cơ, họ sẽ có được chúng. Ông Karins nói đồng thời cho biết thêm, người Ukraine đã chứng minh được họ có thể nhanh chóng học cách vận hành các thiết bị mới. Việc cung cấp máy bay chiến đấu được cho là sẽ tạo ra những thách thức lớn hơn nhiều so với xe tăng chiến đấu khi thời gian đào tạo loại phương tiện cực kỳ tinh vi này dài hơn và công tác bảo dưỡng chúng cũng phức tạp hơn. Mỹ và Đức cho đến nay luôn bác bỏ mọi khả năng cung cấp các chiến đấu cơ cho Ukraine sau khi đồng ý đưa hàng chục chiếc xe tăng chủ lực đến chiến trường Ukraine. Trong số các loại máy bay tân tiến hiện nay của phương Tây, Ukraine đang đặc biệt quan tâm đến F-16 của Mỹ, loại khí tài bắt đầu được sử dụng từ những năm 1970 và hiện có mặt ở hơn 20 quốc gia trên thế giới. Các mẫu khác được đánh giá là phù hợp với nhu cầu của Ukraine là máy bay phản lực Safale của Pháp, Gripen của Thụy Điển và Eurofighter Typhoon. Cũng trong ngày 4 tháng 3, Giám đốc Cục Tình báo Ukraine ông Kirillo Budanov đã dự đoán rằng quân đội Moscow sẽ cạn kiệt những vũ khí cần thiết cho cuộc chiến ở Ukraine vào cuối mùa xuân. Trong buổi phỏng vấn với hãng tin USA Today của Mỹ, Thiếu tướng Budanov nói rằng quân đội Nga đã lãng phí một lượng rất lớn nhân lực, vũ khí và nhân liệu, nên kinh tế và hoạt động sản xuất của họ hiện không đủ khả năng cung cấp bổ sung nhanh chóng. Nếu Nga thất bại trong các trận đánh vào mùa xuân này, họ sẽ không còn vũ khí nào nữa. Theo USA Today, Nga đã phát động các cuộc tấn công lớn ở miền Đông trong suốt những tháng qua với hàng chục nghìn binh sĩ được triển khai thêm đến Ukraine. Tuy nhiên, trước sức chiến đấu của quân đội Kiev và vũ khí của phương Tây, Nga đã bị tổn thất nghiêm trọng. Các chuyên gia phân tích cho rằng Nga thất bại vì họ đã cử những tân binh chưa được đào tạo bài bản ra chiến đấu. Theo các báo cáo từ Ukraine và phương Tây, Nga đã mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày trong những trận giao tranh ác liệt ở thành trí Basmut. Trong khi các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ còn kéo dài, ông Budanov lại dự đoán kết thúc đã gần kề. Ông Budanov khẳng định một trận chiến quyết định sẽ diễn ra vào mùa xuân. Đó sẽ là đợt giao tranh cuối cùng để chấm dứt cuộc chiến. Thời gian gần đây, Mỹ đã tiết lộ Trung Quốc có thể gửi vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng cho xung đột tại Đông Âu. Trong khi đó, chính quyền Biden vẫn bỏ ngỏ câu trả lời về việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trả lời vấn đề này, ông bodanov nói rằng cuộc xung đột đã biến thành trận đối đầu giữa Nga và phương Tây. Đúng là phương Tây không để quân đội của họ trực tiếp tham chiến, nhưng họ vẫn đang cung cấp vũ khí cho chúng tôi. Điều này có nghĩa chiến thắng của Ukraine sẽ là chiến thắng chung. Mặc dù khó xảy ra, nhưng Ukraine sụp đổ sẽ là một thất bại cho cả nền văn minh phương Tây. Trong cuộc thảo luận vừa qua ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhất trí sẽ tiếp tục trừng phạt Nga nhằm kìm hãm tiềm lực kinh tế mà Moscow đổ vào xung đột ở Ukraine. Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz họp mặt hôm 4 tháng 3 tại phòng bầu dục ở Washington D.C. Tổng thống Biden đã ca ngợi quyết định của nhà lãnh đạo Đức về tăng mạnh ngân sách quốc phòng cho Berlin, cũng như đã đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, thoát khỏi phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga. Hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hợp tác cùng nhau và với các đồng minh khác để ủng hộ Ukraine. Là đồng minh NATO, chúng ta đang làm cho liên minh trở nên mạnh mẽ hơn, ông Biden nói. Thủ tướng Scholz nói rằng. Điều quan trọng là các nước NATO thể hiện sẽ hậu thuẫn Kiev cho đến khi nào cần thiết, đến ngày cuối cùng của cuộc chiến. Ngoài ra, các quan chức ở Washington cho biết hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tăng trừng phạt Nga và cách phản ứng nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow. Thư ký báo chí nhà trắng Jean Pierre ngày 3 tháng 3 cho biết, nhà trắng chưa nhìn thấy Trung Quốc thực hiện hành động đáng lo ngại về bắt tay với phía Nga, nhưng Mỹ đã thể hiện lập trường rất rõ ràng về vấn đề này và đã nhiều lần trao đổi với Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng Cuộc chiến của Nga đã đặt Trung Quốc vào vị thế rất khó xử, khó hành động ở mọi hướng. Mỗi bước đi của Trung Quốc tiến về phía Nga sẽ làm cản trở quan hệ của Bắc Kinh với châu Âu và các nước khác trên thế giới, bà Jean Pryor nói thêm. Theo Reuters, Mỹ, Đức đến nay đều nói rằng chưa có bằng chứng Trung Quốc đang cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng đó vẫn là một khả năng có thể xảy ra và Washington cùng đồng minh đang theo sát tình hình. Reuters cho biết thêm, so với Mỹ, phía Đức có lập trường ít cứng rắn hơn với Trung Quốc đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Berlin. Dù vậy, Thủ tướng Scholz ngày 2 tháng 3 phát biểu tại Quốc hội Đức rằng Trung Quốc đừng nên gửi bất kỳ vũ khí nào cho đội quân tấn công của Nga. Ông Scholz đưa ra cảnh báo cứng rắn với Bắc Kinh trước thêm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Nga và Trung Quốc kịch liệt bác bỏ việc giao dịch vũ khí dùng cho xung đột ở Đông Âu. Hai cường quốc này cũng kêu gọi Hoa Kỳ và các nước đồng minh phương Tây tự kiểm điểm chính mình và hãy ngừng bơm vũ khí cho Ukraine, tránh leo thang căng thẳng. Tổng thống Zelensky đặt mục tiêu thúc đẩy đối thoại giữa Ukraine và Liên minh châu Âu EU ngay trong năm nay nhằm chuẩn bị cho viễn cảnh Kiev bước chân vào khối Liên Âu. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 4 tháng 3 cho biết chính phủ của ông mong muốn bắt đầu tiến hành đàm phán về gia nhập EU trong năm nay. Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Nghị viện châu Âu ở thành phố Lviv, miền Tây Ukraine, Ông Zelensky cảm ơn giới chức EU đã ủng hộ Kiev và áp trừng phạt Moscow. Ông kêu gọi siết chặt các biện pháp hạn chế. Tổng thống Ukraine cho biết, đất nước chúng tôi đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu một cách nhanh nhất có thể và hướng tới đàm phán gia nhập EU trong năm nay. Khối 27 nước thành viên đã trao tư cách ứng viên cho Ukraine vào tháng 6 năm ngoái, đánh dấu sự khởi đầu một cuộc quy trình pháp lý dài và mệt mỏi có thể diễn ra trong nhiều năm, theo Anadolu. Trong chuyến thăm Liv. Bà Messola tái khẳng định sự ủng hộ của EU dành cho nỗ lực của Ukraine để đẩy lùi quân nga. Bà khẳng định chúng tôi sẽ cùng sát cánh vì Ukraine, vì châu Âu, vì hòa bình, vì tự do, vì công lý, vì tất cả mọi người. Bà Messola cũng gặp mặt ông Ruslan Stefanchuk, chủ tịch quốc hội Ukraine và khẳng định tương lai của Ukraine chính là một thành viên của Liên minh châu Âu. Mới đây, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của EU Terry Breton đã nói rằng Liên minh châu Âu cần chuyển sang mô hình kinh tế thời chiến để đáp ứng nhu cầu quốc phòng. Thông tin được Sputnik đăng tải ngày 4 tháng 3 cụ thể ông breton cho biết đã đến lúc ngành công nghiệp quốc phòng châu âu nên chuyển sang mô hình kinh tế thời chiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất quốc phòng vị quan chức cũng nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng châu âu để đề phòng khả năng rơi vào một cuộc xung đột quy mô lớn trong đó vấn đề đầu tiên phải được giải quyết là đạn dược ông breton đang làm việc với cao ủy đối ngoại joseph borrell để lên kế hoạch thúc đẩy sản xuất vũ khí bằng cách mở rộng hoạt động tại các nhà máy đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ ngân hàng và các tổ chức tài chính khác giữa lúc có nhiều đơn vị tỏ ra hờ hững cho các công ty sản xuất vũ khí vay vốn. Ngày 3 tháng 3, các nhà ngoại giao của EU cho biết một số quốc gia thành viên đang nghi ngờ kế hoạch của ông Breton. Theo Spunik, Ủy ban châu Âu đã phát triển một kế hoạch tăng cường sản xuất đạn dược, bao gồm lựu pháo hạng nặng 155mm, có thể chuyển chúng tới Ukraine và tăng cường nguồn dự trữ của khối và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình toàn cảnh chiến sự đông âu ngày hôm nay xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo